Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Quý vị thân mến, gặp đúng năm xung trực diện với tuổi, người tuổi Dậu khó tránh khỏi sự mệt mỏi về tinh thần, những khó khăn về đời sống vật chất. Trong năm đương số, tự lo làm, lo ăn, ít được quý nhân tương trợ, hành sự dễ gặp trục trặc, mưu sự lớn khó thuận, nên dành thời gian rèn giũa bản thân, nâng cao giá trị trong tập thể, chờ thời cơ đến để tỏa sáng cũng chưa muộn. Xin mời quý vị cùng theo dõi. 1. Tử vi sự nghiệp tuổi Dậu 2023. Tử vi năm 2023 nhận định con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dậu đầy những trắc trở, khó khăn. Bạn cần xác định rõ mục tiêu của mình và xác định sẵn tinh thần để có động lực vươn lên, không đầu hàng nghịch cảnh. Trong năm 2023, các mối quan hệ xã giao của bản mệnh không tốt, bạn khó có thể tìm được người đồng chí hướng với mình, thậm chí chỉ cần có người bày tỏ thiện ý với bạn là tốt lắm rồi. Đa số thời gian, con giáp này sẽ phải tự lực cánh sinh, không được ai giúp đỡ, dễ dẫn đến tình trạng tâm lý mệt mỏi, căng thẳng và áp lực. Đồng nghiệp cản trở, đối thủ cạnh tranh là nguyên nhân chính khiến các công việc của bản mệnh khó có thể tiến hành theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, dù có bị quấy rối làm phiền, bạn cũng cần nhắc mình bình tĩnh cư xử, chờ nóng nảy kẻo hỏng việc, kẻ xấu cũng sẽ có cái cớ để vin vào, nhân đó hãm hại hoặc giành mất công lao của bạn. Khi được giao cho phụ trách công việc, bạn chớ làm với tinh thần đối phó, được chăng hay chớ, vì như vậy thì dễ mắc lỗi sai, ảnh hưởng tới hình ảnh của bản thân và cả tập thể. Khi vấn đề xảy ra, bạn cũng cần dũng cảm đối mặt với sự thật, đừng tìm cách trốn tránh hoặc đổ lỗi cho ai. Dù là người đứng ở vị thế lãnh đạo đi nữa, con giáp này cũng không được lơ là bởi nhiều quyết định của bạn có thể ảnh hưởng sống còn tới cả tập thể. Bạn không nên nghe theo lời xúi giục của những kẻ nịnh hót. Khi đứng trước các vấn đề, bạn cần có cái nhìn đa chiều và đúng đắn, đừng nghe theo lời nói một chiều của bất cứ ai. Và những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế và linh phù giải hạn để được may mắn và thành công trong năm 2023 Quý Mão. 2. Tử vi tài lộc tuổi Dậu năm 2023. Tử vi khoa học nhận định tình hình tài chính của người tuổi Dậu cũng khó có thể tiến triển được như mong muốn ban đầu của bản mệnh. Ngay từ thời điểm đầu năm, bản mệnh đã nên xác định rõ con đường, hướng đi của mình, không nên đặt ra những cái đích quá xa vời, vừa khiến bản thân mệt mỏi lại vừa dễ rơi vào cảnh thua lỗ. Người làm công ăn lương nên chú ý vào nhiệm vụ của mình, chớ lơ là kẻo kẻ xấu lợi dụng cơ hội chiếm công sức lao động bỏ ra đều trở nên uổng phí. Bạn cũng cần chú ý vào công việc, bởi nếu không dễ xảy ra lỗi sai, vừa ảnh hưởng đến người khác, lại vừa phải tốn công sức và tiền bạc để sửa chữa. Với người làm ăn kinh doanh, bạn gặp nhiều bất lợi khi đối thủ đều quá mạnh mẽ, trong khi chính bản thân mình lại chưa tìm ra được lợi thế để cạnh tranh. Con giáp này cần phải thật sự bình tĩnh để đánh giá đúng tình hình thực tế, cũng như điểm mạnh của bản thân, chớ vội vàng đưa ra các quyết định để rồi vướng phải thua lỗ lớn hơn. Người thiếu kinh nghiệm cần hạn chế dốc hết tài sản của mình để đầu tư vào một lĩnh vực nào đó, vì như vậy khó thu hồi vốn và cũng dễ phải chịu những tổn thất nặng nề. Tốt nhất là hãy tiến hành từng bước, chậm mà chắc, không nên chạy theo xu thế. Bạn cần tích lũy kinh nghiệm dần dần rồi mới có thể làm ăn lớn được. Tuy nhiên trên thực tế thì trong năm vẫn có một số thời điểm bản mệnh gặp được nhiều may mắn hơn. Quan trọng là bạn phải đủ tinh tế để nhận ra đâu là cơ hội mình cần lập tức nắm bắt. Nắm được cơ hội, bạn cũng sẽ cải thiện được tình hình thực tại, thậm chí phát hiện ra được hướng đi mới, khắc phục bế tắc. Và những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế và linh phù giải hạn để được may mắn và chiêu tài lộc trong năm 2023 Quý Mão. 3. Tử vi tình duyên của tuổi Dậu năm 2023. Chia buồn với những người tuổi Dậu vì bạn dễ phải đối mặt với những đổ vỡ, tổn thương trong chuyện tình cảm. Thời điểm này, bạn và nửa kia thường xuyên mâu thuẫn ý kiến với nhau. Chỉ một vấn đề nhỏ cũng có thể thổi bùng lên cơn nóng giận của cả hai. Nếu bạn không biết kiềm chế cơn nóng này của mình thì rất dễ có những lời nói hoặc hành động gây tổn thương đến người thân thiết nhất. Vì thế, khi phải chịu đựng những áp lực cuộc sống, thay bằng việc trút giận lên đầu người ấy, bạn nên chia sẻ, tâm sự với đối phương. Hai người thường xuyên trải lòng sẽ ngày càng hiểu và thông cảm cho nhau hơn, tránh được những khúc mắc không đáng có. Với người độc thân, bạn có cái nhìn khá tiêu cực về chuyện tình cảm. Bạn cho rằng việc tìm hiểu người khác là mất thời gian và bạn chưa sẵn sàng để nghĩ về chuyện lập gia đình. Chính vì vậy, bạn thường từ chối thẳng thừng lời giới thiệu của người khác, hoặc dù có gặp gỡ ai đó thì cũng chỉ lấy lệ, không thực sự quan tâm và để ý. Nếu đã có người thầm thương trộm nhớ, thái độ chần chừ có thể khiến bạn đánh mất đối phương. Hãy dũng cảm và chủ động hơn trong việc nói ra tình cảm của mình. Dù có quý trọng người ấy đến mấy mà chỉ giấu trong lòng thì đối phương sẽ chẳng thể nào biết và cho bạn cơ hội được.
và những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế và linh phù giải hạn để được may mắn và chiêu tài lộc trong năm 2023 Quý Mão. 4. Tử vi sức khỏe tuổi Dậu 2023. Với những rắc rối trong cuộc sống, người tuổi Dậu khó có thể cảm nhận thấy lạc quan, khỏe mạnh. Bạn cảm thấy mệt mỏi với các áp lực, thậm chí là than thân, trách phận, tâm lý nặng nề. Để tránh rơi vào những tình huống xấu, bạn cần nhanh chóng chia sẻ những chia sẻ, cảm xúc của mình với người đáng tin cậy, không nên giấu mọi chuyện ở trong lòng rồi lại suy nghĩ không đâu. Chắc hẳn mọi người luôn sẵn sàng đưa cho bạn một gợi ý, giang tay giúp bạn vượt qua tình cảnh khó khăn. Ngoài ra, con giáp này cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc. Hãy tìm cách cân bằng cuộc sống và sự nghiệp của mình, tích cực tham gia vào các hoạt động thể dục, thể thao sẽ giúp bạn cảm thấy khỏe mạnh, tinh thần nhẹ nhõm hơn. Và những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế và linh phù dài hạn để được may mắn và chiêu tài lộc trong năm 2023 Quý Mão. Dự đoán tử vi hàng tháng năm 2023 của tuổi Dậu. 1. Tử vi tháng 1 âm lịch. Trong tháng đầu tiên của năm 2023, người tuổi Dậu không gặp được nhiều cơ hội để phát triển bản thân, đồng thời bạn cũng chưa thật sự tập trung vào sự nghiệp, dẫn đến việc dù thời cơ đến cũng không kịp thời để nắm bắt. Phương diện tiền bạc chủ yếu dựa vào công việc chính nên không quá dư giả. Bạn cần nhắc nhở bản thân hạn chế chi tiêu vào những việc không cần thiết, đồng thời để một khoản dự phòng cho những tình huống bất ngờ có thể xảy ra. 2. Tử vi tháng 2 âm lịch. Đây là thời điểm bản mệnh cần nhắc nhở bản thân tập trung hơn cho sự nghiệp, hãy dành thời gian để bổ sung những kiến thức mình còn yếu, đồng thời chăm chú lắng nghe lời khuyên, lời hướng dẫn của mọi người xung quanh. Chuyện tình cảm không được êm đềm khi vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, tranh cãi với nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Nếu không biết bao dung, quan hệ của hai người sẽ ngày càng trở nên xa cách và phai nhạt. 3. Tử vi tháng 3 âm lịch. Sự nghiệp của người tuổi Dậu có chút ít dấu hiệu khởi sắc trong tháng 3. Cấp trên có thể dành cho bạn một vài cơ hội để khẳng định vị thế. Quan sát này nên tự tin hơn, đừng lùi bước hoặc nhường cơ hội cho người khác. Chuyện làm ăn kinh doanh cũng thuận lợi hơn khi bạn gặp được một vài đối tác khá triển vọng. Thậm chí, quý nhân có thể xuất hiện chỉ ra cho bạn đâu là con đường đúng đắn. Nhờ vậy mà đồng tiền cũng chảy vào túi bạn thường xuyên hơn. 4. Tử vi tháng 4 âm lịch. Công việc dần vào guồng khiến bạn xử lý việc gì cũng trở nên suôn sẻ. Bạn có thể thử đặt ra những mục tiêu cao xa hơn cho mình, chớ nên giới hạn bản thân ở nhiều điều đã quá quen thuộc. Thử sức ở những cái mới sẽ khiến bạn phát huy được tiềm năng của mình. Phương diện tình duyên có khởi sắc khi bạn và nửa kia đã thấu hiểu hơn cho nhau. Cả hai dành thời gian để trò chuyện mỗi ngày, nhờ vậy mà hóa giải được nhiều hiểu lầm không đáng có. Với người độc thân, bạn cũng có cái nhìn tích cực hơn về người khác phái. 5. Tử vi tháng 5 âm lịch. Tháng 5 này, mọi việc có dấu hiệu chững lại, bản mệnh thường phải đối diện với sự cạnh tranh khá gay gắt từ đồng nghiệp hoặc đối thủ. Nếu không tập trung chú ý, bạn dễ rất mắc phải sai lầm, tốn thời gian và công sức để sửa chữa. Phương diện tài lộc cũng ít có điểm sáng, đây là thời điểm bạn cần nhìn lại những gì mình đã và đang làm được để rút kinh nghiệm và có phương hướng phấn đấu. Với những sai lầm, bạn cũng cần tìm ra phương pháp để sửa chữa kịp thời. 6. Tử vi tháng 6 âm lịch. Tiểu nhân có thể xuất hiện gây cản trở cho sự nghiệp của người tuổi Dậu trong tháng này. Bạn cần hết sức tập trung, chú ý cho công việc, chớ vội nóng nảy vì lời khích bác của người khác, rồi hành động sai trái, gây tổn thất cho danh tiếng của bản thân. Nếu công việc quá căng thẳng, bạn nên tâm sự với những người đáng tin cậy, chứ không nên giữ mọi chuyện trong lòng, gây ảnh hưởng tâm lý. Sức khỏe thể chất và tinh thần rất quan trọng, bạn phải giữ gìn thì mới có sức phấn đấu cho tương lai. 7. Tử vi tháng 7 âm lịch. Cơ hội có xuất hiện trong tháng 7 này, điều quan trọng là tuổi Dậu phải có con mắt tinh đời để nhận ra và nắm bắt kịp thời. Sự chủ động sẽ giúp bạn gặt hái được nhiều thành công, vì vậy đừng nghĩ tới việc phụ thuộc vào bất cứ ai. Phương diện tình cảm có dấu hiệu xa cách khi vợ chồng bạn ai lo việc của người ấy, chẳng còn quan tâm đến nửa kia, sự lạnh nhạt của đôi bên có thể là nguyên nhân khiến cho kẻ thứ ba xuất hiện, phá vỡ hạnh phúc. 8. Tử vi tháng 8 âm lịch. Bạn mệnh cần tập trung vào việc học hành và thi cử trong khoảng thời gian này, bởi đó có thể là cơ hội để bạn đổi đời, giữ một vị thế cao hơn trong tập thể. Sự cố gắng của bạn chẳng bao giờ uổng phí, vì thế đừng ngại bỏ thời gian và công sức. Tiền bạc nhìn chung thu chi ổn định, bạn không kiếm được khoản lời lãi nào quá lớn, nhưng may mắn là cũng không cần chi tiêu tốn kém. Hãy lên kế hoạch sử dụng tiền bạc hợp lý để không bao giờ rơi vào cảnh thiếu thốn. 9. Tử vi tháng 9 âm lịch.
thị phi, mâu thuẫn xảy ra liên tiếp vào thời điểm này có thể khiến cho người tuổi Dậu cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi. Song bạn không nghĩ đến việc bỏ dở giữa chừng, hãy dùng hành động thực tế để chứng minh bản thân. Người làm lãnh đạo cần chú ý tránh đưa ra những quyết định sai sót, gây tổn hại cho tập thể. Có nhiều chuyện thoạt nhìn tưởng vậy nhưng không phải vậy, chớ để bản thân mắc bẫy, gây hao tài tốn của. 10. Tử vi tháng 10. Nhờ sự thông minh tài trí của mình, người tuổi Dậu có thể hóa giải được nhiều nguy cơ, gây ấn tượng sâu sắc cho tập thể. Dù có là người mới đi nữa, con giáp này cũng vẫn có thể khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên vì vốn hiểu biết của mình. Chuyện tiền bạc cần chú ý hơn trong chuyện chi tiêu, chớ nên chạy theo xu thế khi đồng tiền của bạn còn chưa dư giả. Đồng thời, hãy giữ kỹ số tiền có trong túi, đừng cả tin nghe theo lời rủ rê, lôi kéo của những người không đáng tin cậy. 11. Tử vi tháng 11 âm lịch. Tình hình tài chính có chút khởi sắc trong thời điểm này, bạn biết đón đầu xu thế và dám chấp nhận thử thách nên có thể có những bước tiến nhanh hơn đối thủ. Số tiền chảy vào túi là tín hiệu tích cực để bản mệnh tiếp tục cố gắng. Chuyện tình cảm hòa hoãn khi vợ chồng biết đặt mình vào vị trí của đối phương để suy nghĩ kỹ trước khi nói và làm. Đôi bên có thể sắp xếp thời gian để hâm nóng tình cảm, tạo thêm các kỷ niệm đẹp cho đôi bên. 12. Tử vi tháng 12 âm lịch. Tháng cuối cùng của năm, người tuổi Dậu phải làm việc vất vả, song bạn tìm được động lực để cố gắng. Con giáp này biết tận dụng lợi thế, ghi điểm trong mắt cấp trên, kết quả gặt hái được khoản tiền thưởng nóng tương xứng với công sức bỏ ra. Với người còn độc thân, bạn dần cởi mở hơn trong chuyện tình cảm. Khi được giới thiệu cho các đối tượng, bản mệnh không còn quá phản cảm nữa mà chủ động trò chuyện. Có thể bạn sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp trong thời điểm này. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa xét xong là số tử vi của những gia chủ tuổi Dậu trong năm 2023 Quý Mão. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.